thật là hạnh phúc, vui vẻ và bình yên. Thì hôm nay mình chia sẻ một chút xíu về chủ đề là khi chúng ta tụng kinh cầu nguyện và chúng ta có những cái điều tư dục, muốn khát khao được thỏa mãn những cái lòng vị kỷ của bản thân mình mà mình cầu nguyện với các vị. Thì thật ra như thế này, hồi nãy mình có xem một cái đoạn chia sẻ, một cái bài chia sẻ, đại khái là cái bài đó, cái người đó nói rằng là người ta bị bệnh kỷ, sau đó người ta tụng kinh cầu nguyện với Đức Quan Âm, và cái ngày hôm đó người ta cầu nguyện là xin Đức Quan Âm giúp cho người đó được hết bệnh kỷ, nếu không thì hôm nay người đó sẽ chết liền tại đây. Và sau khi cầu nguyện xong thì người đó cảm thấy có cái gì đó ở sau lưng mình, thì người ta quay lại, người ta thấy hai vị người đó gọi là vị thần và xuất hiện, và sau đó thì người ta được hết bệnh kỷ. Sờ thử búi kỷ thì thấy hết đau, hết bệnh kỷ, người ta thấy linh diệu quá và cảm tạ Đức Quan Âm đã phù hộ giúp đỡ. Thì mình chỉ kể một đoạn ngắn trong cái bài chia sẻ đó, thấy cũng khá là nhiều người tin và hoan hỷ với cái việc như vậy. Thật ra không phải như vậy nha quý vị ơi. Thì ở đây mình nói luôn, bệnh tật nghiệp chướng của mỗi người nó đều có nguyên do của nó cả, và trong quá trình tu tập của mình thì mình sẽ đối diện và mình sẽ có những cái hướng giải nghiệp khác nhau. Và khi chúng ta cầu nguyện với chư vị bằng tất cả lòng thành kính của mình, thì chư vị có thể chuyển duyên để cho bệnh tật cơn đau của mình nó dần 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 nó được thuyên giảm, và mình cũng sẽ có thể được hết bệnh. Nhưng mà sẽ không bao giờ có chuyện các vị chánh thần, các đức Phật hay Bồ Tát phù hộ độ trì cho những người cầu nguyện theo dạng giận dỗi, kiểu hù dọa, gọi là hôm nay Phật không cứu con thì con chết liền tại đây. Trời ơi, cái đó là tào lao vô cùng luôn, mà đi phá vô tinh. Thì cái việc này á, một khi mà người ta cầu nguyện và được linh ứng nhanh, mà điều nguyện đó nó mang cái tính chất tư dục, tức là thỏa mãn những cái dục vọng của cá nhân mình, thì chúng ta cần hiểu rằng thường những cái điều đó nếu được minh chứng thì là do quỷ thần tà linh tinh quái chứng, chứ chư vị chánh thần các vị Phật Bồ Tát sẽ không chứng cho những cái điều mà tính chất tư dục, thỏa mãn lòng dục của mình đâu ha. Là thứ nhất. Thứ hai nữa, các vị chánh thần, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Tiên không bao giờ có chuyện vì cái điều gọi là hù dọa là mình làm mẩy, hôm nay Phật không cứu con thì con chết liền tại đây. Các vị không bao giờ làm cái chuyện là thỏa mãn lòng dục để cho người đó được đạt được ý nguyện của mình ha, không bao giờ có chuyện đó đâu nha quý vị. Nếu có thì là tà linh tinh quái, quỷ thần, tà thần minh chứng cho những điều như vậy nha, chứ không phải là chư thần thánh tiên Phật đâu nha. Đó, rồi ở đây mình chia sẻ về cái chuyện đó một chút xíu. Quay lại chủ đề của mình, đó là chúng ta tụng kinh cầu nguyện công phu và chúng ta để lòng dục của mình vào đó, cầu nguyện để thỏa mãn những cái nhu cầu cá nhân của mình, chẳng hạn như là
cho tôi được giàu sang, cho tôi được phú quý, cho tôi được thông minh học giỏi để làm ông này bà nọ, cho tôi có được vợ đẹp con xinh, cho tôi có được tấm chồng giàu sang và biết yêu thương lo lắng cho tôi, cho tôi có được người bồ là soái ca gì đó, nam thần gì đó, hoặc là cho tôi đòi nợ cái người đó được thuận tiện, cái người đó thiếu tiền tôi lâu quá mà không chịu trả, bây giờ chư vị phù hộ cho tôi được đòi nợ người đó đó, hoặc là tôi thiếu tiền người đó, giờ người đó cứ đòi tôi hoài, hành tôi khổ tâm khổ trí quá, thôi chư vị giúp cho tôi vé, người đó đừng còn ở đây nữa, đừng có khỏe mạnh để mà đòi tôi nữa đó. Những cái điều cầu nguyện như vậy là những điều vô cùng lệch lạc, và các vị thần thánh thiên Phật chánh thần thần minh không bao giờ đáp ứng thỏa mãn những điều đó đâu. Các vị có thể minh chứng cho chúng ta, trợ duyên cho chúng ta qua những việc đó là khích lệ, khuyến khích chúng ta giữ vững cái niềm tin và tìm về cái con đường giác ngộ minh chánh bằng việc học hỏi trau dồi đức hạnh của mình, có lòng vị tha, vong kỷ tức là quên mình á, và có đủ cái mãnh lực, đủ cái tinh thần trí tuệ để mà vượt qua được những cái thử thách, những cái đau đớn khổ sở của cuộc đời, hay là đủ cái ý chí nghị lực để mà mình trả hết các nhân duyên nghiệp quả của cuộc đời. Đó là các vị sẽ khuyến khích và nhắc nhở chúng ta, cho chúng ta cảm giác, nghe thấy, biết bằng nhiều cái dấu hiệu khác nhau giữa cuộc đời này, chứ các vị không trực tiếp can dự vô câu chuyện nhân quả của mỗi người. Quý vị nhớ kỹ nha, chư vị thần minh, chư vị chánh thần, thần thánh tiên Phật, Bồ Tát không bao giờ can dự trực tiếp vô câu chuyện nhân quả của chúng ta, mà các vị sẽ thông qua những cái dấu hiệu, những cái điềm báo trong cuộc sống để mà qua đó nhắc nhở cho chúng ta một cái sự tỉnh thức để chúng ta giác ngộ và đủ mạnh mẽ tinh tấn. Thì đây là một dạng bài học mà chúng ta cần phải học và thi để có thể lên lớp, để có thể tinh tấn hơn mỗi ngày đó. Còn lại cái chuyện chúng ta cầu nguyện tư dục mà được thỏa mãn, như là tôi ước gì tôi trúng số, cái tự nhiên tôi trúng số, tôi ước gì tôi gặp người đẹp kết duyên với tôi, làm người yêu của tôi, xong cái tôi đạt được cái nguyện. Thì quý vị ơi, làm ơn hiểu rằng những cái điều nguyện như vậy, nếu may mắn nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có sự can dự của thế giới tâm linh vô hình thì không sao nghe. Mình nói rõ nghe, nếu là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không có sự can dự của các chư vị vô hình thì không sao. Nhưng nếu có sự can dự của các vị vô hình thì các vị đó hầu hết là tà linh tinh quái, tà thần, ác thần, quỷ dữ, muốn cám dỗ, muốn dẫn dắt cho chúng ta bị sa ngã vào những cái điều tham sân si như vậy. Và thường thì cái gì cũng có giá của nó, không bao giờ có chuyện chúng ta đạt được một cái điều gì đó theo như ý nguyện của mình mà mình không phải trả giá. Bởi vì chúng ta cần hiểu rằng
sống giữa thế gian này, hầu hết mọi chuyện chúng ta đối mặt, chúng ta gặp đều là không như ý mình. Đó, không như ý mình nghe quý vị. Và đó là một dạng khổ mà Đức Phật từng nói, tức là cầu bất đắc thì khổ. Không như ý mình, không được như điều mình cầu nguyện, cho nên mình khổ. Thì giữa thế gian này hầu hết chúng ta sẽ gặp là những điều như thế. Cho nên lâu lâu may mắn gặp được những điều được như ý mình thì chớ có vội mừng à. Bởi vì như lời thầy đã từng dạy, đó là đặng việc chi chớ vội mừng, thất việc chi chớ vội buồn. Vì sự được mất buồn vui thường xen lẫn kế cận nhau. Đó, chúng ta hãy nhớ rõ điều đó nha. Vui buồn thiện ác, được mất thành bại, nó đều có cái nhân duyên, và nó đều có những cái sự đối lập đối nghịch kế cận với nhau. Cho nên chớ vội mừng mà cũng chớ vội buồn với những gì diễn ra với chúng ta. Chúng ta cần hiểu rằng nó diễn ra là bởi vì nó vốn dĩ cần phải như vậy, và chúng ta cần làm đó là đối diện với nó, và mình quán chiếu tâm thái của mình, tâm mình đã đối diện nó ra sao, mình ứng xử ra sao với từng những cái sự kiện xảy ra với mình như vậy, để mình được ngày càng tinh tấn, ngày càng thiện lành, sống vui vẻ, hòa đồng nhân ái với mọi người, mọi vật, và tôn trọng vạn loại vạn linh, có cái tâm từ bi, yêu thương và sẵn sàng phụng sự cho vạn linh sinh chúng. Đó, thì chúng ta sống giữa thế gian này mới không uổng phí một kiếp sinh được may duyên làm người và được may mắn gặp đạo của mình. Rồi, thì bài chia sẻ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý anh chị em, cô dì chú bác đã dành thời gian quý báu của mình ghé qua cái buổi chia sẻ trực tuyến đầu ngày cuối tuần hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Chúc mọi người thân tâm thường lạc, tinh tấn và thành tựu.